tiếng khiến hàng trăm thành phố lớn điêu đứng năm 2019. Có ít nhất 174 thành phố, với hơn 3.000 tổ chức đã bị ransomware tấn công trong năm 2019. Thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công ransomware ước tính rất lớn. Số lượng này tương đương mức tăng ít nhất 60% so với năm 2018. Yêu cầu tiền trục của tin tặc có thể lên đến 5 triệu đô la Mỹ tùy trường hợp. Tuy nhiên chi phí thực tế và thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công mạng ước tính sẽ lớn hơn nhiều. Phát hiện này nằm trong bản tin bảo mật của Kaspersky. Tấn công ransomware là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Năm 2019 đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của một xu hướng đã hình thành trước đó, khi các tin tặc nhắm mục tiêu tấn công mã độc vào những tổ chức lớn. Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù những mục tiêu bị tấn công ít có khả năng chi trả cho một khoản tiền trục lớn, nhưng họ có xu hướng đồng ý với các yêu cầu mà tin tặc đưa ra, như chặn một dịch vụ nào đó của thành phố. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của công dân cũng như dẫn đến hậu quả không chỉ về tài chính mà cả những vấn đề xã hội nhạy cảm khác. Theo số liệu được công khai, hiện tại số tiền trục ở nhiều mức khác nhau, có thể lên đến 5 triệu 300 nghìn đô la Mỹ tùy trường hợp. Các nhà nghiên cứu cho rằng những số liệu này không thể hiện chính xác chi phí cuối cùng cần chi trả cho một cuộc tấn công, vì hậu quả chúng gây ra sẽ kéo dài và nặng nề hơn nhiều.